Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Khắc Sáng. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn 5 kỹ năng cần phải biết để căn chỉnh văn bản Word một cách nhanh chóng. 5 kỹ năng tôi liệt kê trên màn hình, đánh số từ 1 đến 5. Sau đây chúng ta đi 5 kỹ năng này thông qua một cái ví dụ cụ thể sau đây. Trên màn hình tôi có một cái file abc.doc. Lịch báo giảng tuần 13. Số trang 42 trang. Giao diện Microsoft Word 2010. Kỹ năng đầu tiên, xếp hết văn bản theo định dạng mới nhất .docx. Tại sao phải xếp hết theo định dạng .docx? .docx là cái định dạng đuôi mở rộng từ cái phiên bản Word 2007 trở về đây. Nó có tính năng nén rất cao, giảm dung lượng nhiều so với cái đuôi .doc. Lý do thứ hai là đuôi .docx là nó sẽ đầy đủ các tính năng cho các phiên bản mà từ 2007 trở về đây, là toàn bộ các tính năng sẽ hoạt động trên cái đuôi định dạng .docx này. Chúng ta vào File, Save As, chọn lưu ngoài Desktop. Phần Save As Style, tích vào, chọn dòng đầu tiên Word Document.docx đây. Phần File Name, các bạn chọn tên tùy ý, tôi đặt tên là Thực Hành. 5 kỹ năng. Nhấn Save. Rồi, sau khi Save As sang .docx, ở đây nó xuất hiện Thực Hành 5 kỹ năng .docx là chúng ta Save As thành công. Và các bạn, số trang đó đã giảm từ 42 xuống còn trang 3, còn 35 trang thôi. Hiệu quả có thể trông thấy ngay. Kỹ năng thứ hai, tìm kiếm và thay thế các ký tự thừa. Để kiểm tra các ký tự thừa, vào phím Home, nhấn phím P ở đây. Phím tắt Ctrl Shift sao. Nhấn phím Paste Down. Ở đây, tôi thấy ký tự thừa đây là gì? Là các phím P này. Nó chính là cái phím Enter. Khi chúng ta enter xuống này. Rồi, các ký tự thừa này chúng ta xóa thủ công thì nó là rất là no và nó không gọi là nó không hiệu quả. Thì chúng ta nhấn phím Ctrl H tìm kiếm và thay thế. Hộp thoại File and Rip Ripley này. Ok. Phần đây More Less các bạn tích vào More để cho nó sổ ra các lựa chọn bên dưới này. Phần File What thì các bạn làm như sau, delete nó đi này, delete đi này. Phần File What vào Special, chọn Paragraph. Đây chính là các ký tự này. Các ký tự Paragraph nhé. Phải hiển thị chế độ mà phím P lên thì chúng ta mới có thể thấy được các ký tự này. Phần File What thì các bạn chọn hai lần Special Paragraph này. Phần Rip Rip With chúng ta chỉ chọn một lần Paragraph. Và các bạn nhấn Rip On 387 vị trí. Ok, Rip On tiếp 148, Rip On 44, Rip On 7. Ribbon đến khi nào nó hết hoặc nó không còn hoặc còn một thì chúng ta dừng lại, nhấn Close. Và hiệu quả chúng ta cũng thấy ngay rồi đây. Page là từ 35 xuống còn 30 trang. Đấy, Ctrl S để chúng ta xếp. Kỹ năng thứ ba, ngắt trang văn bản tùy ý. Ngắt trang văn bản tùy ý thì tôi sẽ nói rõ hơn. Nhấn Ctrl Home. Ở đây chúng ta có trang đầu tiên, trang số 1, lịch báo giảng tuần 13. Nhấn Page Down. Ở đây cái thứ hai này là bắt đầu từ một cái thứ hai thì tôi muốn sang trang thứ hai, chính là ngắt trang thứ hai luôn ở trang thứ hai thì chúng ta tích vào đây. Nhấn Page Down, nhấn Page Now, nhấn Break, nhấn Page đây. Thì thứ hai luôn luôn ở cái trang thứ hai. Ctrl E để vào giữa này. Khi mà kể cái trang một này nó có rất nhiều chỗ trống thì thứ hai nó luôn cố định ở trang thứ hai, đấy chính là ngắt trang tùy. Đây, tôi xóa bớt hai cái dòng này đi. Đấy. Thì thứ hai vẫn thuộc về trang thứ hai thôi, không để nên xóa bớt kể toàn bộ các dòng ở phía trên này đi thì trang thứ hai nó vẫn là thứ hai vẫn nằm đây. Đấy, nó là ngắt trang văn bản tùy. Ok, Ctrl S để xếp. Kỹ năng thứ tư, tạo section chia cột văn bản ở vùng chỉ định. Rồi, chúng ta nhấn Page Down. Đây, chúng ta sẽ tập trung vào cái phần nó cái bảng này. Tạo section khi nào và chia cột văn bản ở vùng chỉ định như thế nào? Các bạn chú ý này, ở đây nó là một cái bảng được soạn thảo ở hai cột, cột khởi động và cột H. Cột khởi động này thì các bạn chú ý này, khi chúng ta đọc nội dung ở cái cột đầu tiên là nó sẽ chạy từ cột này đến cuối cùng của cột. Mặc dù nó sang trang rồi nhé, sang trang này, yêu cầu học sinh lấy 14 que tính suy nghĩ và tìm cách bớt 8 que tính. Có nghĩa là khi chúng ta đọc từ cột trái hết toàn bộ cột trái, nhảy cả sang trang khác, hết sạch cột trái thì chúng ta mới sang cột bên phải. Đấy là cái mà nó là không đúng. Chúng ta phải nói là không đúng nhé. Khi ở một trang bất kỳ chúng ta đọc cột bên trái thì nó vẫn phải cùng trang đấy, hết trang thì chúng ta phải sang trang bên phải, chứ không ai đọc
cái cột bên trái trang này, xong xuống trang dưới, xong đọc hết một mấy trang rồi chúng ta mới quay về cột bên phải ở cái trang ở trên cùng. Đấy, thì chúng ta cần phải tạo cột và chia cột ở vị trí này để làm như sau. Tích vào cái phần hoặc các hoạt động dạy học đây, trước cái phim P này nhé, sau chữ hai chấm này, vào page layout chọn break, các bạn chọn đó là continue ở đây, section break continue. Đấy, tích vào cái phần ba la mã này, sau cái phần ba la mã các bạn vào thẻ home, căn nề bên trái hoặc control L đấy, thì ở đây nó xuất hiện một cái dòng là section break continue. Mục đích của chúng ta sẽ tạo cái dòng này, đặt con trỏ xuống phía dưới, nhấn enter, tiếp tục page layout break section break continue, được hai dòng set break continue rồi. Tích vào đây, enter xuống, nhấn phím mũi tên lên trên, chọn page layout, chọn column, chọn more column, ở đây chọn two, chọn live bit screen, ở đây 0.5 nhá, 0. Ở đây của tôi là dấu phẩy, nó là rõ ràng là dấu phẩy, các bạn có thể nói là dấu chấm, tùy thuộc vào cài đặt hệ thống hệ điều hành Windows. Tiếp đến phần apply to, các bạn chọn reset this session, cái này mặc định nó là reset session rồi thì các bạn nhấn ok. Chuyện gì xảy ra? Section break continue thứ hai này nó thuộc về một nửa rồi. Và cái ở đây nó xuất hiện một cái dấu ngã, một cái ngăn cách ở thanh thước này, thì là chúng ta đã chia cột thành công. Bây giờ chúng ta copy nội dung vào thôi. Tích vào số 1 trước số 1, kéo xuống dưới, năn chuột giữa xuống dưới này, năn chuột giữa đến cuối cùng của cái bảng này, bảng hai cột này, nhấn phím shift, tích vào cái sau dấu chấm của chữ học này. Đấy, phím mũi tên sang phải để thêm dấu chấm, Ctrl X, nội dung đã được cắt và tích vào phần giữa hai section break này, Ctrl V. Ở đây nó đã tuân thủ đúng, nó là trong cùng một trang, chúng ta đọc từ trái sang cột trái sang cột phải, chứ không đọc hết cột trái xuyên các trang nữa. Rồi, enter xuống dưới, tích vào trước chữ H, copy toàn bộ cột bên tay phải, năn chuột giữa xuống dưới này, nhấn phím shift, tích chuột trái, Ctrl X, tích vào phần dưới chữ nhận xét học này, Ctrl V. Rồi, ở đây ký tự thừa, phím P đen nó đi, cái bảng này cũng thừa, layout, delete table, xóa toàn bộ cái dòng này đi. Đấy, Ctrl S để save. Ok, bây giờ tôi sẽ làm lại cho một cái bảng thứ hai, các bạn chú ý này, tích vào đây, page layout, break section này, enter này, page layout, break continue này, tích vào đây, enter này, tích vào giữa, page layout, column, more column, two, line bit screen, 0.5, apply to this section, ok, tích vào trước số 1, kéo xuống, đây, nhận xét tiết học, nhấn phím shift, nhấn chuột phải, nhấn phím mũi tên sang phải, Ctrl X, tích vào đây, tích vào phần giữa hai section break, Ctrl V, nhấn enter, cột bên phải trước chữ H này, kéo xuống, nhấn phím shift, nhấn phím nhấn chuột giữa, nhấn chuột trái, tích vào sau chữ thực hiện, Ctrl X, tích vào sau dưới chữ nhận xét tiết học, Ctrl V. Rồi, xóa ký tự thừa phím P này đi, xóa cái bảng thừa này đi, layout, delete table, ok, Ctrl S để save. Phần thứ ba này thì chúng ta nhấn break để chúng ta ngắt bản, ngắt dấu trang nhá. Đây, page layout, break like page, cái này nó nằm ở kỹ năng thứ ba, thì cũng làm tương tự cho đến kỹ năng làm cho tuần tự cho đến cái thứ sáu nhá. Ở đây file của tôi là đến thứ sáu đấy, Ctrl S để save. Sang cái kỹ năng thứ năm, nó là chuyển văn bản về phông chữ Times New Roman. Ở đây các bạn chú ý này, phông chữ của ta vào thẻ home đang ở VNI gạch ngang Times S. Tại sao phải chuyển về phông chữ Times New Roman cơ bản? Bởi lý do như sau. Phông chữ Times New Roman nó là cái quy định của cái bộ nội, của quy định của bộ nội vụ là để thống nhất các văn bản. Một cách trình bày là phông Times New Roman là cái phông cơ bản. Thứ hai, phông Times New Roman nó sẽ hoạt động hiệu quả ở trên cái tính năng này. Các bạn vào thẻ view, tích vào navigation pane, thì các bạn chú ý đây, nếu là phông VNI Times thì nó sẽ bị lỗi phông ở đây. Vậy là để khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng này để chúng ta di chuyển nhanh các bảng, nhanh cái vị trí trên cái bảng theo cái mục lục bên này, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái phông Times New Roman nhé. Rồi,
chuyển văn bản từ phông chữ về phông chữ thumb Roman cơ bản thì chúng ta làm như sau, Ctrl Home. Chúng ta phải chọn được cái vùng mà toàn bộ nó là phải là phông thumb, phông VNI thumb nhá. Còn nếu phông thumb Roman thì các bạn phải dừng lại. Tức là phông VNI thumb thì chúng ta phải phải liên tục trong cái vùng chọn đấy. Tích vào tải Home này. Ở đoạn đầu tiên thì chúng ta là phông thumb Roman. Đấy. Sang cái trang thứ hai, nó chính là phông VNI gạch ngang thumb S. Để phân biệt phông thumb Roman ở cái chế độ nó là hiển thị toàn bộ ký tự văn bản đây. Thì các bạn chú ý này, ở đây dấu cách của phông thumb Roman nó là dấu cách nó thể hiện bằng cái dấu chấm nằm ở giữa dòng. Còn đây thì là dấu cách không có gì cả, và là ở cái ký tự bên cạnh nó là có một cái dấu nhỏ nhỏ ở cái trên đỉnh của một ký tự văn bản đấy. Thì đây, tôi sẽ bắt đầu từ thứ hai là phông VNI thumb này. Tôi sẽ chọn một cái vùng nào đó nhá. Cái vùng vùng phông chữ VNI gạch ngang thumb S là nó phải liên tục. Vậy tôi sẽ nhấn paste down. Đây. Kéo xuống. Đến khi nào nó đến dừng cái phông thumb Roman thì chúng ta sẽ dừng cái vùng ở lại ở đây. Ở đấy này. Paste down. Rồi. Ở đây cái trang thứ 11. Đấy. Đây nó thể hiện nó là phông thumb Roman rồi. Các bạn tích vào đây thì nhìn thấy ngay này. Dấu cách nó thể hiện bằng dấu chấm ở giữa dòng. Rồi, các bạn tích vào đây. Kéo lên trên. Đến cái chỗ thứ nhá. Năn chuột giữa này. Nhấn phím Shift tích vào trước chữ thứ để chúng ta chọn được cái vùng này. Và các bạn nhấn Ctrl C. Ctrl C hay chuột phải copy này. Unique chúng ta được bật chuột phải và chọn nó là công cụ. Unique Toolkit đóng này, hoặc phím tắt Ctrl Shift F6. Ở đây, nguồn các bạn chọn VNI. Đích chọn Unicode. Tích chọn chuyển mã trong clipboard, nhấn chuyển mã, nhấn OK, nhấn đóng này và nhấn Ctrl V. Thì lập tức toàn bộ các nội dung phần vùng được chọn đã chuyển về phông chữ thumb Roman để kiểm tra làm như sau. Tích vào đây, phông chữ thumb Roman và các ký tự trắng đã được hình thành bởi dấu chấm nằm ở giữa dòng rồi. Ctrl Home, paste down. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã hoàn chỉnh. Ctrl S để save. Tôi làm lại một lần nữa cho các bạn nhìn rõ hơn này. Paste down xuống cái trang 11 nhá. Đấy, xuống hẳn cái trang 11 đi. Cái trang 11 là cái trang đây. Bây giờ nó chuyển về trang 10 rồi. Chúng ta xuống dưới này, hết cái phần vùng thumb Roman đây rồi. Thứ tư này. Bắt đầu từ thứ tư, nó là phông chữ VNI thumb. Các bạn chọn tiếp tục này, năn chuột giữa xuống này. Đến khi nào dừng ở cái chỗ mà phông chữ thumb Roman thì là dừng. Các vùng này phải liên tục nhá. Cái vùng VNI thumb là phải liên tục. Đây, lại để thể dục đây, các bạn tích vào đây, nhấn phím Shift tích vào đây để chúng ta chọn được cái vùng đấy. Thì đây, chúng ta nhấn Ctrl C, nhấn Ctrl Shift F6. Bảng mã nguồn VNI Windows S Big Unicode, tích chọn chuyển mã clipboard, nhấn chuyển mã. Nhấn đóng này, Ctrl V. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã chuyển về thông thumb Roman, Ctrl S để save. Vậy là một cái lưu ý chúng ta chuyển về cái bài hướng dẫn hôm nay. 5 kỹ năng này tôi đã thực hiện từ 1 đến 5 rồi. Thì lưu ý ở đây là phần ngắt trang văn bản. Thì chúng ta nhớ phải paste layout, break chọn paste. Tạo section thì các bạn chú ý paste, break và continue để chia cột văn bản ở vùng chỉ định. Chuyển phông chữ thumb Roman thì cái lưu ý là cái vùng mà cái vùng phông chữ VNI thumb hoặc là chấm VN thumb thì chúng ta phải là ở cái vùng liên tục chúng ta chọn. Tức là khi mà xuất hiện cái phông thumb Roman ở xen kẽ thì chúng ta lại phải dừng ở đấy. Đấy là một cái nhược điểm mà chúng ta phải chú ý này. Nếu là toàn văn bản là phông VNI thumb, VNI gạch ngang thumb S thì chúng ta lại đơn giản chỉ chọn một lần thôi. Còn nếu không thì chúng ta phải ngắt vùng nhá. Các bạn có thắc mắc gì, comment bên dưới tôi sẽ giải đáp. Chúc các bạn thành công. Xin chào.